Cậu Dũng gọi tên 6 con giáp Mão, Sửu, Tỵ, Dần, Ngọ, Dậu. Các bạn là những người có tâm tính từ thiện, tốt bụng, đãi đằng trong đồng tiền, thường hay giúp người khác mà chẳng mang đến bản thân được lợi gì. Nhưng cậu Dũng soi thấy các tuổi trên rất dễ gặp vận hạn về con cái. Những bạn hiếm muộn con, sát con, xa con hoặc khó được nhờ con, hữu sinh vô dưỡng, sinh nhiều mà nuôi ít. Về già không thấy tay bồng con thơ, cách cầu con thì cầu tại nhà là được rồi. Cứ đúng chánh pháp sẽ muôn phần là linh nghiệm. Bạn không cần phải đi đền phủ lầy lọ tốn kém mệt mỏi mà chẳng ích lợi gì cả đâu. Bộ linh phù cầu con để sau ốp điện thoại hoặc trong ví, dành cho những ai hiếm muộn đường con cái, dành cho những ai muốn có cả lếp và cả tẻ, dành cho những ai cầu sinh con trai hay gái theo ý muốn, những ai đang bầu bí muốn cầu thai kỳ khỏe mạnh thuận lợi, sinh lở mẹ tròn con vuông lên thỉnh. Các bạn thỉnh linh phù thì gọi cho cậu vào số điện thoại 0989887441 thì rất là hữu duyên. Cả đời người chỉ cầu có một cuộc sống an yên và hạnh phúc bên cạnh những đứa con nhỏ của mình mà thôi.